nhá, bộ cảm biến thì nó sẽ được đóng gói như này. Thì trong đấy nó có sẽ có một cái bộ được bộ cảm biến đây và kèm hai quả pin và phụ kiện ốc nắp pip. Cái này về bạn sẽ tháo ra nhá, mở ra dùng cái tô vít cái gì cho cái khe này đẩy ra là nó sẽ tháo được ra. Nắp pin vào đây, nắp hai quả pin vào đây. Đấy, có thể lắp một quả cũng được, hai quả cũng được, hai quả thì nó sẽ được lâu hơn. Đấy, các bạn để ý này, cái này nó sẽ có chức năng học lệnh của điều khiển nhé. Giả sử đây là cái điều khiển cửa này. Đấy, mỗi lần đấy có cái đèn này nhé, mỗi lần bấm đèn thì nó đèn sẽ sáng, thì bấm giữ này mà đèn nó sáng này thì chứng tỏ cái nút này đang có mã điều khiển. Đấy, còn mình trước khi mình học cái điều khiển của mình phải xóa đi nhé, xóa đi này. Bạn để ý là cái đèn ở phía trên này thì bấm đồng thời hai nút phía trên, bấm thật đồng thời. Đấy, đèn nó chớp chớp nhả tay ra. Đấy, là nó đã xóa hết mã nhá. Đấy, mỗi lần khi nó xóa xong ấy thì bấm nó chỉ đèn nó chỉ nháy một cái nó tắt đi. Đấy, thì là nó đã xóa. Đấy. Thì khi này mình sẽ học điều khiển vào nhá. Mình học vào thì mình sẽ bấm đồng thời thôi, ở khiển cũ và khiển mới là đặt cạnh nhau học sang. Thì đây nó sẽ là nút lên này, cái nút xuống này, đây nút dừng này. Đấy, mình có thể học 3 nút vào để điều khiển cửa luôn bằng cái phím ở trên này. Đấy, hoặc là mình không thích phím lên phím xuống thì mình có thể chỉ học nút dừng thôi nhé, chỉ học nút dừng, bỏ hai phím lên xuống không cần học cũng được. Đấy, còn là mình thích học đủ thì học đủ vào. Đấy, học thì bấm đây, sau bấm khiển. Đấy, đèn nó chớp nhả ra là xong. Đấy, khi học xong nhé. Đấy, bấm giữ nút thì đèn sẽ sáng liên tục, thì nó đã học ok. Đấy, phím xuống, tiếp phím xuống, phím dừng. Đấy, thì đã học xong nhá. Đấy, khi này đã học xong có thể điều khiển cửa thử luôn. Đấy, bấm lên này. Đấy, đây điều khiển này, đây điều khiển được cửa luôn này. Đấy, thế đã học xong. Khi học xong xong rồi nhưng mà mình lắp lên cửa nhá. Đây lắp thì cái đầu nó có đèn thì lắp vào phần có lỗ, đóng lắp vào, đóng lắp. Các bạn để ý là cái đúng hướng nhé, đúng hướng nhé, để nó hở cái công tắc hành trình ra. Đấy, khi mình lắp xong mình bấm được cái này thoải mái là được. Đấy, lắp bên cửa thôi, sau sẽ lắp bên cửa theo cái video hướng dẫn cách lắp nhé. Khi này mình đã học xong điều khiển rồi, mình bấm điều khiển được cửa luôn rồi. Cái đèn này nó hơi tối, các bạn nhìn phải lệch một tí, nghiêng bên này mới nhìn được cái đèn. Đấy, cái đèn này mỗi lần bấm đèn nó màu xanh. Đấy, còn nhìn thẳng này thì nó hơi hơi mờ. Thế là cách học điều khiển. Nếu mà học xong mà nó vẫn không được, giả sử như học xong nút được nút không thì mình lại xóa đi học lại nhé. Đấy, mình có thể xóa tiếp, xóa tỏa lệnh được, bấm đồng thời hai phím bên trên cùng thì đã xóa. Đấy, như này là đã xóa nhá. Đấy, lại học vào. Nóng lắp vào thì nhìn cái đèn hơi khó. Đấy, trước khi gửi bên mình sẽ đã xóa đi nhá, các bạn về sẵn học thôi, chỉ châu đầu hai cái vào học xong sang là được. À, mình xóa sẵn rồi nhá, bạn về bạn sẵn học thôi. Cửa nhá, khi chưa lắp cảm biến dừng này, cửa nó sẽ không tự dừng được nhá, cái này rất nguy hiểm. Khi nhà có trẻ con hoặc là đồ đạc mình để gần cửa ấy, cửa nó chạm vào nó không tự dừng, rất là nguy hiểm nhá, rất nhiều các vụ tai nạn trẻ em xảy ra rồi. Đây là cái công tắc cảm biến dừng cửa khi gặp vật cản. Ở trên thị trường có một số loại công tắc kiểu như này. Đấy, nhưng mà nó có nhược điểm là khi chạm đất thì cửa nó dừng luôn. Các khe thoáng này nó sẽ không xuống được hết. Đấy, muốn xuống hết thì lại phải bấm xuống lần nữa. Còn cái này nó đã giải quyết được cái vấn đề đấy nhé. Đây. Khi gặp vật cản nó dừng.
Đấy. Kể cả bên ria này nhé, chạm kể cái công tắc nắp đây, nắp bên chạm bên ria cũng được dừng. Đấy. Bên ria bên này, bên góc bên này. Thế nhé. Nó cũng dừng nhé. Đấy, còn khi chạm đất thì nó xuống hết này. Khi chạm đất nó xuống hết, nó không bị không dừng lại nhé, rất là hay. Đây là cái tính năng hay nhất từ trước đến nay, chưa bộ nào nó giải quyết được cái vấn đề này nhé. Có vật cản nó còn trẻ con đi qua thì nó sẽ dừng cửa nhé. Đấy. Ngoài ra mấy cái phím này cũng có tác dụng đóng mở cửa luôn này. Đấy. Có thể bấm đây đóng mở cửa luôn. Đấy, rất là hay. Nếu mà ai không thích đặt cái phím lên phím xuống cửa đây thì có thể yêu cầu thợ khóa và kỹ thuật lắp đặt để bỏ hai phím này đi nhé. Cho cả ba phím là nút dừng cũng được. Đấy. Đây. Rất là hay. Mà cái này nó thiết kế so với V1 thì nó rất là mỏng. Nó chỉ mỏng khoảng hơn phân rưỡi thôi. Thế nhiều nhà ấy, họ lắp cái khung cửa phía trên ấy, tức là nó sẽ cái cửa nó luồn qua đúng không? Cái V1 thì nó bị dày quá thì nó sẽ bị vướng vào cái khung cửa. Đấy, còn cái này thiết kế rất là mỏng, chỉ có phân rưỡi thôi. Đấy, thì nó sẽ không bị vướng vào cái khung cửa nữa. Đấy, nó giải quyết được rất nhiều nhược điểm của phiên bản V1.